thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một trang trại nuôi cá tầm thuộc tớp đầu trong khu vực. Bắt từng con cá lên cân, những công nhân này đang thực hiện kiểm tra định kỳ về trọng lượng cho cá. Đây là loài cá gì? Cái này là cá lô rô, xuất xứ từ ở bên Nga. Cái này là một năm rồi đấy. Đúng một năm thì được tầm này ạ. Khoảng 2.8 là một năm là rất là chuẩn thôi. Những năm gần đây, với lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước dồi dào của sông suối hay hồ thủy điện, một số địa phương như Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lào Cai, Sơn La đã phát triển mạnh chăn nuôi cá tầm. Đơn cử trong vài năm lại đây, sản lượng cá tầm cả nước đạt 3.000 tấn, gấp đôi sản lượng nuôi cá tầm của những năm trước. Một trong những nguyên nhân tăng nhanh sản lượng cá tầm là do các trang trại đã làm chủ được công nghệ theo tiêu chuẩn Global Gap, đặc biệt là chủ động được nguồn giống ngay trong nước, thay cho việc phải nhập khẩu giống từ nước ngoài. Nếu mà chúng ta nhập trứng ở nước ngoài so với trứng ở trong nước ấy, thì giá ở trong nước nó sẽ giảm khoảng 25-30% so với nhập trứng ở nước ngoài. Tức là thí dụ như nhập ở trứng nước ngoài tùy loại khoảng chừng 6.000 đô cho 1 kg, thì hiện nay chúng ta giảm xuống khoảng chừng 4.000-4.200 đô 1 kg. Vì trứng có nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là chất omega 3 có nhiều lợi ích về sức khỏe, nên trứng cá tầm Bạch Tạng có giá cao gấp hàng chục lần so với trứng cá tầm thông thường. Việc tạo ra được giống cá tầm trong nước đã đưa lại nhiều lợi ích kinh tế cho các trang trại. Hiện nay trang trại này đang thực hiện việc ươm giống của hàng chục loại cá tầm khác nhau. Chẳng hạn giống cá tầm được xem là quý hiếm nhất, và hiện nay từng loại cá này trên thị trường có giá từ 1,8 đến 2 tỷ đồng trên 1 kg. Nhu cầu tiêu thụ cá tầm và trứng cá tầm tăng khoảng từ 10 cho tới 15% một năm, trong khi nguồn cá tầm trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 30%. Để cá tầm Việt Nam có thể phát triển bền vững, thì các doanh nghiệp phải tập trung hoàn thiện chuỗi quy trình sản xuất, đặc biệt là việc gắn chip cho từng cá thể cá tầm để truy xuất nguồn gốc.